Chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình tham quan thành phố Chatsworth. Thành phố này nó thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu nha các bạn. Hiện tại thì cái đại dịch Covid-19 ở Úc này đó nha các bạn, thì nó không còn phát triển mạnh nữa, mà nó có phần đang đi xuống rất là đáng kể nha các bạn. Ở tiểu bang New South Wales thì các trường học đều được mở cửa trở lại nha các bạn. Rồi các quán ăn uống, các nhà hàng, các club, các bar đều được mở cửa trở lại nha các bạn. Thành phố Chatsworth tỉnh nha các bạn, nó thuộc khu dân cư mà nó cũng là một khu kinh doanh lớn của Sydney nha các bạn. Nó cách trung tâm Sydney khoảng 10 cây số về phía bắc nè. Trước mắt các bạn là khu shop nằm đối diện với ga xe lửa của thành phố Chatsworth đó nha các bạn. Dân số ở thành phố Chatsworth này đó nha các bạn, tính cho đến năm 2016 đó, thì nó có khoảng trên 24.000 nha các bạn. Phần đông là người Trung Quốc, rồi kế đến là người Hàn Quốc, rồi Hồng Kông, rồi người Ấn Độ, rồi người Đài Loan nữa nha các bạn. Người Việt mình sống ở đây thì rất ít nha các bạn. Bạn bước lên khỏi cái bậc thang đó thì nó đụng cái khu shopping này nha các bạn. Shop đối diện với trạm xe lửa đó nha các bạn, mình trông nhìn rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp mắt các bạn ơi. Mình vừa bước lên khỏi cái cầu thang để thì mình thấy hai bên dãy shop rất đông người đi mua sắm nha các bạn. Mình cảm thấy ở cái khu này đó nha các bạn, nó như là một cái khu shopping vậy, trông rất là đẹp mắt nha các bạn, rất đông người đi mua sắm. Thank you.
chung quanh của vùng của thành phố Chatsworth đó nha các bạn. Thì nó có rất nhiều cái nhà thờ lớn nha các bạn, mà hầu hết dân ở đây thì là đạo Thiên Chúa hết đó nha các bạn. Người dân ở tiểu bang này thì vẫn chưa được qua tiểu bang khác để vui chơi cho các bạn. Mình dọc theo con đường Victoria đó nha các bạn. Mình vẫn thấy các shop có rất đông người đi mua sắm đó nha các bạn. Đi để cho người dân được yên ổn làm ăn nha các bạn. Shopping rất là lớn đó nha các bạn. Nó có tên là Westfield. Mình hôm nay không có vô nha các bạn. Hẹn các bạn lại hôm khác mình sẽ quay nha các bạn. Thank you.
Phía trước mình là cái khu công viên của thành phố Chắc Khuộc đó nha các bạn. Bye bye.